Xin chào các bạn, chủ nhật các bạn đang đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh một chú chó đang chơi cùng với một quả bóng nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Xin tô quả cầu màu cam. Chó mình sẽ tô màu này.